đóng rất là kỹ anh em nhé. Này thì xốp trên xốp dưới này, tuy là đóng không đẹp nhưng mà nó chắc chắn anh em. Xốp trên xốp dưới và xốp cạnh chống va đập luôn anh em nhé. Chào tất cả các bác nhá. Đang bóc một con đẩy test cho một bác khách ở ấy đây, Lạng Sơn. Đó. Bác này đã tối qua chuyển khoản tiền cho bên em rồi. Hữu Lũng Lạng Sơn anh em nhé. Hữu Lũng Lạng Sơn. Đây. Cọc trước 500 rồi anh em nhé. X4150. Dòng này thì khỏi chê anh em nhé. Cắm nó ổ khác. Ấn. Đấy, cắm nó ổ khác. Đấy. Nghe thấy chưa? Nó mới mà. Tất cả đều mới anh em nhé. Đó, đến lúc khởi động thì nó sẽ như này anh em nhé. Đó, xong bên em sẽ cắm test cho anh em. Cắm vào test đi thôi. Lên hết tín hiệu này. Hết tín hiệu là ok anh em nhé. Ok chưa anh em? Cắm vào ăn ngay. Đó. Rất đơn giản anh em nhé. Cắm lên tiếng là xong. Dòng này thì khỏi chê rồi anh em nhé. Mạch sử dụng mạch class D. Và nó chỉ đâu đó có 10kg thôi. Không nặng anh em nhé. Và demo âm thanh. Tất cả demo là em sử dụng con này đánh full anh em nhé. Rồi đây cắm ra để xoay cái đít cho anh em xem cái đít. Rút đấy. Test thế là ok rồi. Con này khi về là em cũng đã test rồi. Rút đi. Quay cái đít lại. Đấy, để anh để quay cái đít lại cho anh em xem. Đấy, đây. Đấy. Đi đây anh em nhé. Đó. Em nhìn này, input A, input B, C, D. Ở đây có là bridge này, panel và stair anh em nhé. Đấy, bridge, panel và stair. Đấy, A này thì nó sẽ có như là chúng ta sẽ có là cách đánh như bên này anh em nhé, cách đánh như bên này. Tức là chúng ta gạt sang bên cùng như này, gạt sang bên cùng nó là stair. Đó. Còn để gạt sang bên tay trái này thì là bridge và để giữa là panel anh em nhé. Đó. Và con này thì đây là độ nhạy của nó này, hai cái này là độ nhạy này anh em nhé. Đó, độ nhạy của nó là 0.775 1V và 32 dB. Đó, bình thường em sẽ để tầm khoảng độ 0.775 anh em nhé, hoặc 1V là ok anh em nhé. Đó. Đấy thì anh em cùng có thể tham khảo. Đó, với cái con X4150 này anh em nhé, rất là đẹp. Đó, các cách đấu của nó cũng như vậy anh em nhé. 1+1-, đây 1+1-, đó 1+1-, và 1+1-. Dòng này thì cái nội thất của nó thì em cũng không tiện em tháo, nhưng mà nó cũng sẽ như cái con X2002 này. X2002 nó 2 kênh, X4150 thì nó 4 kênh anh em nhé. Đấy, thì nó cũng là class D như này. Rất nhiều sò, rất nhiều tụ anh em nhé. Đó, anh em thể nhìn qua. Đấy, cực kỳ chất luôn. Ừ, đẹp anh em nhé. Đẹp. Đó, rất là đẹp anh em nhé. Dòng này thì khỏi phải chê rồi. Nặng chưa đến 10kg đâu anh em nhé. Chưa đến 10kg đâu. Nói chung là chất anh em nhé. Để đi sự kiện, đi sâu trước thì thoải mái luôn. Đó, thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp nhé. Con này thì chạy nguồn đây này, cho anh em xem nguồn nó chạy là từ 100V cho đến 240V anh em nhé. 100V cho đến 240V thì nó có thể chạy được điện yếu luôn anh em nhé. Cái dây này rất là lớn anh em nhé, cực kỳ lớn. Đó. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Đó. Ok, chào tất cả anh em, hẹn anh em những video sau ạ. Chào tất cả các bác nhé.
Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.